chỉ có người có đầu óc làm ăn thì người ta có một tí để thoải mái thôi chứ còn đâu sung sướng như việt như như là ở người tại việt nam không có đâu biết không ngay tôi về đây ngay bản thân tôi đây này tôi về việt nam mà anh tôi tiêu tiền ở tại việt nam đấy mà anh tôi ở tại việt nam đấy mà tôi anh tôi tiêu mà tôi phát sợ luôn tôi bảo nếu mà chúng em mà tiêu nhanh ở bên ý thì chúng em giờ này chúng em không bao giờ có ngày về được việt nam đâu không bao giờ đâu đâm ra bà con đừng có mà mơ hồ là nghĩ là kiều sướng kiều sướng ừ, người ta gom góp được một tí tiền người ta về người ta mang về người ta tiêu cho một tháng trời thôi biết không chưa hỏi người ta ở đến một năm để người ta tiêu như thế đi xem người ta có tiền để tiêu được như vậy không đấy bà con phải nhìn cái đó là cái thực tế cái đó là cái bằng chứng cho bà con nhìn thấy Chứ đừng có mà ảo tưởng Đừng có nghĩ là kiều sướng hay là kiều bên tư bản sướng không có đâu Bạn mình nhìn thấy bằng chứng đây này Bao nhiêu người đàn ông Kể cả đàn bà lẫn đàn ông Mà độc thân bên này khổ vô cùng là khổ Nếu mà có vợ có chồng hai người đi làm thì còn còn tiêu đủ thôi chứ còn đâu để mà nói mà thoải mái như Việt Nam không có không bao giờ được có cuộc sống như Việt Nam đâu. Tự do ăn uống, tự do đi đứng, tự do làm việc, tự do quá tự do, quá sung sướng, không phải lo bất kể một ngày nào, không phải lo. Kể cả Việt Nam làm lương thấp nhưng mà không phải trả cái tiền chi phí, nó rất là nhỏ, nó rất là ít. Đừng là có chi phí không đáng kể mà có chi phí không là bao nhiêu. Bên này càng làm nhiều thì càng chi phí nhiều, biết không? chi phí đủ kiểu ngay bản thân mình đây này nhà mình mình trả hết rồi mà chỉ nói chi phí đơn giản thôi nhá đơn giản thôi chỉ nói chi phí tiền thuế đất này tiền bảo hiểm nhà này bảo hiểm xe này là mình tiền điện tiền nước là mình nói là vứt đi đấy chưa nói tiền ăn tiền gì đấy chưa nói tiền tiêu vặt đấy chưa nói tiền tiêu cho bản thân đấy là mình vứt đi một nghìn đô rồi đấy Đấy, chỉ cần nói tiền điện, tiền nước, tiền thuế đất, tiền bảo hiểm thôi là 1.000 đô. Mà hỏi đồng bào dân ở bên này, đấy là mình không phải trả tiền nhà đâu nhá. Mình không phải trả tiền nhà, tiền nhà mình là mình trả hết rồi đấy. Mà mình còn Chào tiền... tiền, tiền Chào chỉ, nhá. chỉ có tiền mặt thôi, mà mình còn 1.000 đô. Mà nếu mà không đi làm ý, thì có cất mà ăn, 1.000 lấy đâu ra mà trả đấy là chỉ cần nói đấy là mình chưa nói là tiền ăn uống tiền 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 phí tiêu pha cá nhân của mình đấy đấy mình chỉ cần nói đơn giản như vậy thôi là cho đồng bào biết chứ không phải dễ dàng đâu không phải là là tự do thoải mái mà coi như là tiền bạc như bà con nghĩ là kiều về tiêu đâu rất là nhiều người khổ sở bên này chứ không phải là bà con cứ ảo tưởng là cái bọn nó về bốc phép là Việt Nam ở bên bên tư bản sướng lắm bên tư bản coi như đầy đủ lắm đâm ra thành bà con phải lên tỉnh ngộ cái là Việt Nam mình hòa bình rất là sung sướng rất là đầy đủ bây giờ một ngày một sướng chứ không phải là một ngày một khổ đâm ra phải lên quý cái giá lên quý cái tự do ấy mà lên quý cái cái cuộc sống ý chứ đừng Ê, coi à... thường bởi, bởi như vậy mà em mới mong là chào hạnh phúc rằng bởi vậy mà em mới mong là, là 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 như như các anh chị hay là cô chú ở ngoài hai ngoại nhiều bà ngoại ngoại có được tiếng nói giống như chị thì ở trong nước này mà ở ngoài nước họ nghe họ rất là ngán tại vì cái thứ nhất á, là chị nói đúng sự thật thì tụi nó cũng giảm rất là nhiều làm chứ không phép. phải như uh, tụi đúng em đúng nhiều khi tụi em nói ở đây á thì nó nói là tụi em không có biết á. nhưng mà những cái tiếng nói của chị như chị hoặc là như anh cầm hoặc là như uh, anh lợi minh hoặc những các cô chú nào nữa đó thì nói chung ra ở ngoài hải ngoại nó có tiếng nói về Việt Nam thì rất là tốt em rất cảm ơn rất là nhiều không đôi lúc nhiều người ta không muốn nói sự thật nhiều người người ta cũng không người người ta cũng không có thời gian để mà lên diễn đàn mới đây mình mới lên đấy ngày xưa đến giờ không bao giờ mình để ý đến ba chuyện này đâu từ hôm mà mình lên đến giờ mình cảm thấy rất là mệt mỏi mệt mỏi cái là theo đuổi mình đi làm từ sáng đến tối xong ở chỗ làm mình là mình không theo đuổi mình không mình không mình không để ý đến, tại vì là cũng có mấy người người ta không ưa gì cộng sản, vì vậy mà mình không muốn để xích mích đến chỗ làm với nhau. đâm ra người ta mở mồm nói gì cái là mình bảo ơ ờ, mình là gái cộng sản đây, gái cộng sản dễ thương lắm, gái cộng sản rất thông minh. mình nói thế thì bắt đầu nó im mồm. chứ còn đâu mình không nói thế thì bắt đầu hơi tí nó cộng sản, nó cộng sản kia. đâm ra thành mình ở chỗ làm ý thì mình hạn chế lắm về nhà thì mình không được bao lơ, bao nhiêu lâu cả tại vì mình làm bà con phải lên nhớ nhá tôi làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối đấy bà con biết bao nhiêu tiếng một ngày không 12 tiếng một ngày đấy bà con biết không bà con có hiểu cho tôi 12 tiếng ở, ở chỗ làm một ngày không hàng ngày 7 ngày một tuần 7 ngày một tuần chứ không phải là hai ngày ba ngày hay bốn ngày năm ngày đâu nhá tôi làm 7 ngày một tuần không biết trời trăng đi mùa hè thì còn nhìn thấy mặt trời về về thì là không còn nhìn thấy mặt trời chứ mùa đông á tôi nói thật đồng bào nhá mùa đông ấy đi tôi cũng không nhìn thấy mặt trời mà về tôi cũng không nhìn thấy mặt trời nhá mà băng giá sáng ngày ra tôi đi biết băng giá bao nhiêu độ không 35 độ tôi lái trên tuyết tôi lái xe trên tuyết bà con biết nguy hiểm đến mức độ nào không hả Ngày trước ấy, bây giờ là tôi mới chuyển về chỗ chỗ làm mới này là được 8 năm. Nhưng mà ngày trước tôi làm cách nhà 30 30 cây số mà tôi lái chỉ trên mấy đường chú lô mấy à. Đó chị. Mà bà con biết sung sướng gì không? 30 cây số mà hơn uh, tôi trỗi độ khoảng 35 cây số mà tôi chỉ lái trên đường xa lộ mà lái trên đá, lái trên tuyết mà nguy hiểm mức độ nào không? Chết trong tay, chết lúc nào không biết. Tại vì cái đường xa lộ tôi lái toàn là xe tải, xe tải 50 m dài, dài 50 m nó lái bên cạnh mình mà tuyết đá như thế. Nguy hiểm mức độ vậy đấy. Mỗi một ngày tôi đi là tôi cảm thấy tim tôi đập thình thình ấy bà con biết không đâu có sung sướng gì đâu nhưng mà cuộc sống mà phải đi thôi chị chị giữ bà những này ba phút nha ba phút thôi là sung sướng gì cả đây là tôi nói đây là tôi nói sự thật nhiều người lên diễn đàn hay là nhiều người người ta cũng không muốn nói sự thật vì là nói ra sự thật người ta xấu hổ người ta mắc cỡ vì vậy người ta không muốn nói sự thật nhưng mà tôi chẳng có gì tôi mắc cỡ cả Tôi nói ra sự thật nó là như vậy đấy Cuộc sống ở bên này không phải dễ dàng như bà con nghĩ đâu Tôi đi làm bao nhiêu năm trời Mà coi như là Từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối Mà coi như là 7 ngày một tuần Bà con có làm được không? 7 ngày một tuần đấy Từ 9 giờ tối đến 9 giờ sáng Mà ăn biết ăn gì không? Tôi mang cơm nguội đi ăn thôi chứ Ăn cái gì bây giờ? đâu phải như là bà con ở tại Việt Nam muốn ăn bát bún chạy ra mua bát bún muốn ăn bát phở chạy ra mua bát phở muốn ăn quả sầu riêng chạy ra mua quả sầu riêng bên này bà muốn ăn á chỉ con đậu nguội thôi mà quả sầu riêng muốn ăn gì thì ăn đóng đá thôi lấy đâu ra mà đồ tươi cho bà con ăn mà bà con cứ kêu là thuốc à, Việt Nam à, cho... bà coi như là thuốc cho vào à, hoa quả cho vào đồ ăn bên này tư bản nó cho con thuốc nhiều hơn Việt Nam bà con biết không? có cái dân bên này nó không người Việt mình không nghĩ ra mà không nói ra sự sự thật thôi. bây giờ mình nhắc ra cho bao nhiêu đứa chỗ chỗ làm đấy. mình nói là đừng có nói Việt Nam đồ thuốc không. bên này mới là nhiều thuốc này, không nhiều thuốc làm sao hoa quả nó để ra ngoài hàng 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 hàng, hàng tuần này sang tuần khác không hỏng. bà con nhìn thấy. Nếu mà tôi nói không đúng ý, bà con mua hoa quả đi để ở nhà trong tủ lạnh hàng tháng trời không hỏng. Kể cả kể cả nó mát. Nếu mà đồ mà hái ở trên cây mà mang xuống mang xuống để vào tủ lạnh nhá. Nếu mà đồ tươi không cho một cái gì nhá thì cũng không bao giờ để được đến quá 2 tuần. Nói cho bà con biết vậy. Mà đồ hoa quả đây tôi mua đây này. Tôi mua hoa quả đây tôi để hàng tháng trời trong tủ lạnh không hỏng. Kể cả để ở ngoài, hai ba tuần cũng không hỏng. Thế tôi hỏi bà con cây đó là cái gì đấy? Bên này nó cho cái gì vào mà giữ lâu được như vậy? Hả? Cũng là thuốc thôi. Mà dân bên này nó biết đấy, nó bảo vì vậy vì để được lâu. Mà bà con cứ bắt lạc Việt Nam cứ ấy tí là cộng sản, nó cộng sản kia không không cấm cấm làm sao được? Mẹ dân tự dân giết nhau chưa đâu ạ không chính phủ làm sao mà quản lý quản lý có cho chúng mày vào tù đấy chính ra việt nam là phải cho những đứa mà buôn bán mà cho hoa quả hay là thịt hà mà cho thuốc men như vậy chính là phạt thật nặng hoặc đi tù cái đó nó không khác gì là thuốc phiện nó giết người mà nó giết giết toàn dân luôn thuốc phiện nó chỉ giết một số nào thôi nhưng mà cái 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 cái, cái, cái loại mà nó cho thuốc vào đồ ăn ấy là nó giết toàn dân Đâm ra chính phủ Việt Nam phải lên thẳng tay với chúng nó. Lên thẳng tay những bọn mà 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 coi như là muốn muốn lợi cho bản thân mà muốn hại đến dân. Còn đâu không một quốc gia nào mà không cho thuốc vào để mà ăn đâu. Có nhiều cái ít thôi. Bên này cho rất là nhiều, kể cả thịt. Kể cả thịt, kể cả cá. Đừng nói là nó không cho, không cho làm sao mà nó để lên tủ mát hàng, 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 hàng ngày này sang ngày khác không ươn không hỏng thì cũng là cho thuốc vào đấy chứ đừng tưởng việt nam không bên này đầy, đầy thuốc ra nó cho đừng, là đừng có bắt lạt được. việt nam hơi tí là cộng sản thôi chúng mày hơi tí chúng mày chửi cộng sản kiểu gì chúng mày cũng chửi được cộng sản bây giờ tự do như thế chúng mày cũng kêu là không tự do cái gì chúng mày cũng chửi cộng sản Chúng mày làm được như cộng sản làm đâu à không bao giờ muôn thủa chúng mày quá trẻ đi để mà chúng mày làm như cộng sản làm mày biết không cộng sản khôn lắm tao sống qua cộng sản rồi không qua mắt được cộng sản đâu không chi là cả một cái cả một lãnh tụ để để coi như cai trị chín mươi triệu dân mà mày kêu là mày kêu là cộng sản ngu cộng sản phải lên cộng sản phải xuống để cho chúng mày lên mày nói chuyện tao nghe chúng mày mà tao thật ngứa cả ngứa cả cửa mình xin lỗi chứ ngứa cả cửa mình mẹ chúng mày nói ngu tối lúc nào cộng sản phải xuống cộng sản phải xuống xuống đâu trước mày bảo cộng sản phải lật đổ cộng sản bây giờ thì hết câu lật đổ rồi từ hôm tao nói ra cái câu lật đổ Bây giờ chúng mày thay thay câu lật đổ chúng mày bảo cộng sản phải xuống. Chúng mày làm như cộng sản phải xuống nhà ấy. Nói câu xuống cách dễ dàng. Mẹ chúng mày nói toàn ăn tục nói phép kêu chứ không vì đồng tiền của chúng mày nhá, chúng mày mơ. Ngồi đấy mà mơ mà mà người ta nghe chúng mày. Vì mấy đồng tiền của chúng mày mà người ta hy sinh thôi, người ta bỏ tù người ta vì bây giờ mấy cái đứa là cũng nghiện ngập thôi. Tao nói thật mày, nếu mà người đàng hoàng không ai ta làm bậy vậy đâu. Người ta còn nghĩ đời con, đời cháu người ta để sau này chúng nó học hành, chúng nó ra còn có công ăn việc làm. Chứ theo chúng mày á, đời con đời cháu người ta muôn thuở không bao giờ có có sự nghiệp mà không bao giờ vừa không bao giờ mở mày mở mặt được, mày biết không? Vì mấy đồng tiền dơ bẩn của chúng mày thôi. Mà bà con cũng ngu tối lên tỉnh ngộ lại đi đừng có mà mù, mù quáng mê nguội nghe mấy cái bọn khủng bố này để mà làm bậy làm bạ sau này đời con mình nó phải gánh nợ nó phải trả nợ cho mình cái hậu quả của mình làm có phải ngu không có đáng không mấy cái đồng bạc ấy có đáng để cho con cái mình nó phải chịu đựng cái, cái 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 hành động mình làm không hả đồng bào à, tất cả bà con thấy có đáng để làm cho con mình nó phải gánh nặng cái hậu quả của mình làm ra mà nó phải chịu tội không? Mà không riêng đời nó mà đời con nó nữa. Đâm ra bà con có muốn làm cái gì? Suy nghĩ lại đi. Đừng đừng để xảy ra rồi sẽ hối hận. Một khi mình đã làm lên rồi thì bất kể một quốc gia nào cũng vậy thôi. Bất kể một quốc gia nào cũng vậy. Không một quốc gia nào mà bố mẹ làm lên tội mà con cái được vào chính phủ đâu, đừng có mơ. Ngay Canada cũng vậy thôi. kể cả bên mỹ nó coi như là nó duyệt ba đời lý lịch đấy, biết không? Chính xác. Như mình nói đấy, con mình đấy nó làm chính phủ đấy, bất kể giao đi đâu là coi như là điều tra chính trị, điều tra ngay lý lịch. Nếu mà có tội phạm xấu cái là nó duyệt ra ngay không bao giờ được vào làm cho chính phủ nhất là con mình nó làm ừ. cho tòa án không bao giờ trong tòa án nhất là tòa án về về về, về 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 toàn toàn tỉnh đấy thì không bao giờ được vào trong ý làm với ông tòa án đâu đâm ra thành bà con phải lên 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 sáng suốt lên một tí để cho đời con mình đời con đời cháu mình nó không bị gánh cái, cái 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 hậu quả của mình phải làm gì thì làm phải nghĩ đến tương lai cho con cho cháu mình chứ đừng nghĩ hiện tại tôi chỉ khuyên bà con một câu như vậy thôi chúng mày bao giờ mà chúng mày có tổ quốc ý mà chúng mày có cái, cái, chỗ để cắm cái lá cờ của chúng mày ấy. mà chúng mày không thích cộng sản làm ăn một cái gì ấy. thì chúng mày với bảo là để chúng mày bàn giao chuyện trò họp hành để giải hòa đây chúng mày không có cái chỗ ba cắm cái lá cờ cái 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 cái, cái vàng của chúng mày mà chúng mày chức vụ gì chúng mày ông to bà lớn gì mà kêu giải hòa vì chúng mày mà chúng mày lại kêu là một lãnh tụ Việt Nam mà chúng mày đòi nói chuyện để chúng mày giải hòa. Tao chả biết chúng mày nói gì đây, nói kiểu tao chả hiểu chúng mày nói câu giải hòa, giải hòa cái gì? Chúng mày có gì để chúng mày giải hòa nào? Thứ nhất chúng mày có gì? Thứ hai nữa, chúng mày có tổ quốc không để giải hòa? Làm ăn gì với cả chúng mày mà để giải hòa? Mày ông to bà lớn gì? Chả có chức vụ gì mà giờ và với Việt Nam, ơ, ờ, chúng mày đúng thật là hết chuyện.